Dạ, Thanh xin chào cả nhà. Thì hiện tại thì có đến một cái hoàn cảnh khá là đặc biệt ở khu vực huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì đến thăm nhà gia đình của một em gái khờ đó bị ba thanh niên làm bậy. Thì Thanh có đến đây thì để review một cái hoàn cảnh khá là đặc biệt. Đặc biệt là hoàn cảnh chỉ hái rau để sống tạm bợ qua ngày và cái công việc là đương giỏng nha mọi người. Thì mời mọi người vào xem tiếp cái video sau đây để hiểu về cái nguyên nhân này nhé. Nó gạt giỏng á, nó ở ba đứa con này nó bỏ. Dạ. Nó bỏ rồi tôi nuôi nè. Nhà tôi nghèo khổ mà tôi hái rau á. Từ cắt nuôi đó. Nuôi ba mẹ con. Dạ cô ơi, cho con hỏi là con nghe nói là chị gái này là bị khờ hả cô? Bị khờ cái là bị giống như là ba đời thanh niên là gạt quen rồi sinh ra ba đứa hả cô? Là mỗi người thanh niên là một đứa hay là sao? Một người một đứa. À vậy là ba thanh niên là ba anh em này là khác cha hết. Khác cha cha. Cùng mẹ thôi. Ừ. À, thì chị có thể kể về cái sự việc đó được không chị? Cái lần đầu tiên đó là đứa trẻ này là đứa chồng trẻ này thằng xin tiền người ta bỏ rồi đứa này bắt nó lại để xin tiền dạ. Tức là cái anh đó ở đâu là sao trên cái cốc trên cốc chỉnh rồi cái quá trình mình quen như thế nào bị lạc đường dạ lạc đường rồi mới bắt về rồi quen hai ba đứa nhỏ này mình lạc đường rồi hai chị với cái anh đó quen như thế nào quen cái hoàn cảnh nào á? Đi với nó đi xin tiền đó. Dạ. Đi ăn xin chung đó ha. Dạ. Rồi lúc đó trước đó cô cho con hỏi cũng như là cô có như là thấy em khờ vậy đó, cô có cấm cản sao không cô? Cấm cản con không có được đâu. Dạ. Giống như là đi ra ngoài đường mình cũng không biết hay không? Mình cũng không biết nữa. Xin tiền đó rồi gạt giọng. Là cái anh đó là sống với chị bao lâu mà? Mấy sinh ra cái bé này một tháng rồi sinh cái thằng đó đó thì ở nhà một tháng rồi bỏ ha rồi sinh ra bé này hả dạ bé đầu tiên nè hả nó sinh ra bỏ một tháng rồi cô ở trên cái số tư chỉnh số năm chỉnh đó rồi tôi mới nói chỉnh tôi mới rước về rước về tôi mới nuôi tới giờ đó bây giờ em cho anh hỏi là năm nay em bao nhiêu tuổi à cô có biết nhiều tuổi không cô? Không luôn. Ủa sao cô không biết tuổi con luôn hả? Tôi sinh ra rồi tôi không nhớ cái gì hết. Trời. Tôi quên đầu quên đuôi chứ. Vậy là em có biết là ba đứa con này là đứa lớn là bao nhiêu không? Đứa này là bao nhiêu tuổi? Đứa này bé này nè. 10 tuổi. Ôi ơi, rồi bé này là chắc bé này là 4 tuổi rồi. Rồi bé này mấy tuổi? 4 tuổi hả? Dạ. Rồi cái quá trình mà chị quen cái anh nào này rồi sinh ra bé này 2 tuổi quen ở ngoài Trách Đau nè nguyên Trách Đau dạ chỗ tôi á dạ, đi trước là đi làm ăn ngoài đi sinh ngoài gặp hay sao là đi chơi đi chơi rồi quen cái hai người thương nhau cái sinh ra bé này cũng bỏ luôn dạ rồi bao lâu mới bỏ cô nửa tháng bỏ cái gì mình có bầu cái sinh luôn à trời cái này cũng cha chung nữa Nói em. Này cũng một người cha khác nữa. Cha chung đó. Đó nè, hai đứa nè. À, cái này ha. Hai đứa này hả? Chị chỉ là chị quen ba người nhưng mà có người có một người là chưa có con. Sang. Sang trong ngoại nha. Trong ngoại nha. Rồi cô cho con hỏi, giống như là em nó bị khờ vậy đó cô. Rồi cô có giữ là sao để cho em nó vậy rồi sao để thanh để nhiều quá đó cô có khả năng sao mà tôi ra hoài mà không được tôi giữ lại mà không được là không nó cũng cãi tôi cũng đi chứ cho nó nằm đi nó lớn còn nó lớn chuyện tôi á ha em á em cãi hoài mà không được nó cũng cãi à cũng cãi thì cũng đi à nói thôi con ở nhà đi con đi với chúng gạ con có chữa đây con nuôi gì con đẻ ra đây con báo cha mẹ nó nè nó hoài không được thôi tôi cũng em cũng bỏ luôn rất là tội tại vì em nó khờ đó rồi đi ra ngoài đi cha làng vụ gì đó còn cái
đẻ ra mình phải nuôi chứ mình không bỏ được, bỏ gắt tội. Rồi mình phải có cái trách nhiệm như là nuôi dưỡng. Rồi cái cho con hỏi đi. Rồi cái lúc mà gạ gẫm lại nhà cô đó, cô có cái phiên găn gì tới cái gần đó để mà gạ gẫm em này không cô? Cô phải chia sẻ. Cũng khuyên cũng không được đâu. Khuyên hoài cũng không có được. Giống như là con mình nó khờ vậy đó. Con mình cũng khờ khạo vậy đó. Mình cũng nói là thôi con cũng khờ sao đó. Cô cũng thấy can thiệp tới để mà để cho để cái tình huống để như là nó quá đi rồi cái nó không có thể khả năng để mà như là trái chiều đó. Mình không khả năng để mình nuôi con nữa. Như là cô cho con hỏi đó, là cái quá trình là ba người thanh niên đó đã bỏ đi rồi, rồi có cái trách nhiệm gì để mà giúp đỡ được ba đứa bé đó không? Ý là hai người kia chứ, hai người cha mà sanh ra ba đứa này nè. Hai người kia ha. Là có sanh giúp đỡ gì không? Bỏ chân rồi thế nó không bao giờ vậy. Mày chơi con tao bỏ, mày trách nhiệm mày xuất tiền ra mày đưa tao tao nuôi. Dạ. Cũng không chịu luôn, không đưa luôn đó. Ba người cũng vậy luôn. Thì bây giờ cũng lỡ rồi, vì là qua cái câu chuyện này thì mình những cái lần sau thì cô hãy mình giữ cái chị giống như là mình giữ chị chắc chặt chẽ hơn, đừng có để chị quen bậy nữa. Giống như là những người đó không có tốt, mình lựa chọn những người nào mà xứng đáng hơn để mình quen đó chị. Chị còn rất là trẻ mà. Thì em cho anh hỏi là những cái đứa bé này có đứa nào mà cho đi học không? Không, không có đứa nào đi cho đi học chưa? Nghèo khổ. Con đó đứng trong đường rồi. Dạ. Đó, con nhỏ này nè. Đúng rồi. Con nhỏ đó đó. Cơ chạy. Đó, con nhỏ đó đó. Con nhỏ báo đâu. Kìa cô. Tại vì cô là mẹ của bé này, cô là cái chủ nhà của căn nhà này. Trước kia cái hoàn cảnh mình như thế nào mà được xây những cái nhà như vậy cho chú mua chú bác? Trước kia là nhà sao, giờ sao có cái khả năng để xây nhà? Nhà trước kia ha, nó vốn rách cái chân rồi. Rồi mấy xin tiền người ta đó, rồi người ta giúp đỡ, người ta cho. Mấy xây được cái nhà này. Ý nghĩa là cái nhà này là Mạnh Thường Quân cắt hay là nhà nước hỗ trợ vậy cô? Nhà nước hỗ trợ những cái người neo đơn đó ha. Dạ. Thì hiện tại là cái cột bê tông, mà cột bê tông là nhà tiền chế của nhà nước cắt. Mình cắt cái nhà này được bao lâu vậy cô? Cũng tháng à. Mới một tháng à. Rồi quay lại ba đứa bé này á, thì cô với chị là hàng ngày mình làm công việc gì đó, mình chăm sóc mấy đứa bé này, ăn uống học hành vậy cô? Ăn uống rau buôn bán ngoài chợ bán hết rồi nhé, đi nữa đi hái rau, rồi bằng cá mướn ngoài chợ, rồi xin tiền xin bọng nuôi cho nó đó, rồi người ta cho gạo đó rồi nuôi đó cho mấy đứa này. Thì nó ngay thông thường thì em có dẫn mấy đứa bé đi xin hả cô? Cũng không, tôi tặng tôi không. Dạ. Đó mà từ người ta cũng cho gạo rồi dầm cũng cho gạo luôn. Đám từng á người ta cũng cho gạo, rồi dầm á người ta cũng cho gạo ăn nữa chứ. Đâu có nhiều thường gì đâu. Vậy là cái kinh tế ở trong gia đình mình đó là làm cái nghề gì chính để mà mình thu nhập cuộc sống hàng ngày với con? Hái rau không à. Hái rau đem ra chợ bán á ha. Rồi ai là cái lao động chính cô trong gia đình của cô? Vậy là ông ngoại hả? Là ông ngoại của bé. Không. Nhà trên. Nhà trên là sao? Đó, nhà đó đó. Thấy không? Nhà trên đó. Cái nền cô ở hiện tại là cái nền của mình ta. Ý là tôi còn hỏi là ai là kiếm được đồng tiền á, là mình nuôi gia đình đó, nuôi đứa bé này cũng như là còn là cô hoặc là chú trong gia đình có mấy người vậy, ý của con là vậy thôi. Ai là người lao động chính để mà kiếm tiền nuôi gia đình á, gia đình này á, là chú phải không? Tôi nuôi. Như là còn chú thì nhưng mà còn cái khả năng lao động không con? Cậu bé nghe ngốc tụi này, sao mà nuôi nổi. Ta một bé thôi hả, thì cực khổ cỡ nào rồi giờ ta bé. Về
đây con trai này là cũng 10 tuổi rồi. Còn một đứa này là chưa nuôi nhỏ nhỏ cho lớn. Ở cũng như là cái thu nhập chính của cô hàng ngày là ai cô? Tôi. Tôi xuất ra tôi nuôi mấy đứa nhỏ này. Rồi còn là ai nữa không cô? Còn ổng là làm anh ổng là bình thường đi chơi tối ngày vậy hết. Như là đầu óc không bình thường hết cô. Vậy là chú bị vấn đề về thần kinh hả chú cô? Không. Dạ. Rồi công việc cô như là cô như là mưu sinh hái rau rồi sáng ra chợ tôi quán. Tôi là vợ của ổng. Sáng ra chợ quán chỉ là gồng gánh nuôi ba đứa bé này gồng thêm cái em này nữa. Gia đình nói chung là không có được may mắn như cái nhà khác. Chị gái này tên gì nãy giờ cô cũng Tên Nhí, Nguyễn Văn Nhí. Em gái này nè. Chị gái là Nguyễn Văn Nhí vậy? Dạ. Cô gái mà sao tỉ mà Nguyễn Văn Nhí? Nguyễn Văn Nhí. Rồi nếu mà chị gái bị khờ vậy á thì hàng ngày có làm cái gì không? Có làm ra tiền không? Đi đâu ở nhà đi giỏng. Đó, ở nhà đi giỏng đó. Hai mẹ con đi giỏng hết trơn. Cái đường giỏng vậy là cái thu nhập một ngày đường giỏng em đưa được mấy cái và được bao nhiêu tiền không? Trái được trái. Bán ra đó. Một ngày một cái. Dạ. Và bán ra là được 25.000. 25.000 là đâu có đủ làm gì đâu. 25.000. Thì cái số tiền quá là ít. Anh có mà em có một cái câu hỏi tế nhị ha. Thì mình có ba đứa con gì rồi. Thì tạm thời bây giờ mình có ý nghĩ quen ai nữa không? Không. Em nghĩ là đừng hiện tại bây giờ đừng có nên quen. Từ từ đi. Cho mấy đứa nó lớn đi rồi mình tìm cái máy ấm mới chứ bây giờ quen nữa thì lỡ gì ngồi gan đứa nữa là nuôi chết luôn đó. Khổ luôn đó. Khổ lắm, em thấy chị đã khổ lắm rồi. Anh phiền em vậy thôi, nhưng mà gán ở nhà thì cũng đi đâu hoặc là cái gì đó tình cảm rồi. Ai dạ? Người ta nó trời trắng đau mày. Rồi em theo nữa rồi cái sanh gan đứa nữa rất là khổ. Bây giờ trai làng bây giờ miệng lưỡi dữ lắm. Mình phải kỹ được. Với lại cô mẹ nó cô cũng giữ chặt chẽ dễ lại. Em cho anh hỏi như là cuộc sống hàng ngày đó. Dạ. Là nuôi mấy đứa bé này nè, ăn như thế nào cũng phải chia sẻ không? Bé bé. Rồi sáng là đi khóc. Đi khóc. Nó quậy quá nè. Trước em đi con. Đi trước đi, chờ anh đi. Anh mà nói vậy. Dạ. Tiếp tục. Dạ, sáng là cho nó tiền mua bánh. Cho đến 5.000. Ba đứa là 15.000. Dạ. Em đương giỏng nhà có 25.000 à. Còn lại là 10.000. 10.000. Rồi em sống sao? Bây giờ em sống được nhiều được mà đương thêm cái giỏng nữa. Bán nữa. Hết dây rồi đâu đi đâu mình xong mua dây. Dây ký 10.000 một ký. Đó là mình có cần vốn gì không hay là mình để mà mua thêm cái nguyên liệu để mình làm thêm cái thu nhập thêm không hay là sao? Không có vốn mà mua đi mua dây thêm nữa. Hiểu chị em. Mình phải cần cái cho anh hỏi, giống như là cái lúc trước đó, em sinh cái bé đầu tiên đó, là kinh phí làm viện đó, rồi ai lo như thế nào, em có chia sẻ được không? Dạ. Mà mẹ chồng tôi không mãi á, bỏ lo hết tiền. Không đủ tiền nữa rồi. Dạ. Như là nãy em có nói như là cái kinh tế đó, cái ba đứa bé là lúc đó là ai tiếp diện như là cho cái số tiền để mình sanh để cái đứa này á, như thế nào, cực khổ như thế nào đó. Đẻ ra rồi á, bà mẹ con, bà mẹ chồng tôi hỏi mày rất đau, bà đem tiền vô. Đợi đó, đóng tiền mình viện rồi không đủ đó, là chúng mình viện về. À, mình trốn về không có đủ tiền để dạ. Mình nuôi tiếp tục ha. Dạ. Bác sĩ kêu nằm mình trên thiên cả nó mà không đủ tiền. Trốn về rồi về nhà luôn. Không lỡ mình tỉnh nữa. Mình lỡ là bao nhiêu ngày nó trốn về? Nằm ngoài ba tuần đỡ luôn. Không thôi nó nói bây giờ bác chỉ đẻ rồi luôn đi về nha, chứ nó chưa nằm đi luôn đi, có tiền nào không đủ tiền không
trước là bà vợ chồng của em. Dạ. Rồi lúc đó mà bỏ số tiền ra lo cho em. Nhưng mà lo xong rồi không khả năng để lo tiếp tục nữa. Dạ. Rồi cái em nghĩ là không có tiền quá. Đâu. Không nằm nữa. Em mới bỏ về luôn. Trốn về rồi đó, kêu xe rồi về tới đây, trả tiền rồi. Trốn về mà trầm mưa lâm châm. Trầm mưa luôn. Rồi cái lúc mà em về đây đó, rồi cái lúc nào khó khăn nhất là sửa sùng sao em có thể chia sẻ không? Đâu, cũng không biết mẹ. Từ ngày bố mình, bố mẹ con vú nè, lớn rồi nghỉ bú rồi. Nên là mình thuốc men sao mà sữa bên ngoài nguồn cũng như là mình hỗ trợ tiếp gì đó, có thể chia sẻ nhiều vấn đề đó. Dạ. Chia sẻ thôi. Ở ngoài nó đời không tiền mua cho thôi mà không lấy tiền. Ai cho không phải nói không, mày lộ. Nhưng mà những người ta thương đang cặn ha. Dạ. Ta cũng giờ tôi giúp sức cho em có cái đủ cái điều kiện như là sửa sùng. Xong ra như là trong cái điều kiện như khó khăn như thế nào đó có thể chia sẻ cho tôi. Dạ. Mà đứa sau đó là để đó trong nhà hen. Để gớt. Dạ. Vậy đó rồi là trả vào mày tới đâu á? Rớt dọc đường. Dạ. Rớt đâu? Rớt ra trong cầu tiêu mình đó. Trong cầu? Cầu tiêu. Tiêu. Cái nhà tắm đó, dạ. Nhà vệ sinh ha. Dạ. Em đi đâu vô đó mà... Nó đái mà rớt ra em bé. Sao mà lúc đó em sửa sạn có triệu chứng xanh mà em đi đâu vô trong đó có người nhà đi theo em không mà... Có. Tự đi mà... Đẻ rớt ngoài luôn. Tiêu nói chung là đẻ rớt đó. Chung là đi, nói chung là đơn giản là nói để gót trong toilet. Dạ. Giản thôi. Rồi mình để như vậy đó, nói chung là ra ngoài. Ra ngoài nằm. Ra ngoài nằm là có cái gì mà như là em bé nó có ảnh hưởng gì không? Không. Không ảnh hưởng gì hết. Tiêm bộ mai lên là trả tiền xuống dưới bệnh viện. Rồi cái viện phí thì sao có thể chia sẻ ai lo cho em không? Viện phí à? Bà mẹ chồng tôi đó, đưa tiền cho bà mẹ con đấy là cần xe giật lại đóng tiền là bệnh viện rồi đó. Năm con đó đưa tiền cho bà mẹ con nghỉ đó, rồi là nó giật lại không đưa cho bà, nó giật lại nó trả. Em cho anh hỏi là hiện tại bây giờ á, cái kinh tế ở trong gia đình mình đó là ai lo trong gia đình trang trải để mà nuôi ba đứa con cũng như một cái mẹ già như thế, là ai làm cái gì để ra tiền để nuôi mấy đứa? Bà mẹ con bả nuôi. Dạ. Bả phụ vô một phần là bà dì á, bả đi hái rau. Dạ. Là bả phụ vô một phần, còn em á là đương võng. Dạ. Là một ngày một cái võng là 25.000 đó, là như thế là để nuôi trong cái gia đình này thì hai mẹ con cũng tiếp sức qua lại ha. Đúng rồi. Và như thế vậy là cái cuộc sống mình có đủ sống hàng ngày không em? Không đủ sống hàng ngày. Là chị... cũng hơi thiếu hụt ha. Dạ. Hết dây là đi mua dây. À. Là mình mua cái nguyên liệu á để đường võng là dây như thế này là 10.000 một ký ha. Dạ. 10.000 một ký dây để mình đương cái võng là 25.000 cho một ngày. Thì cuộc sống thì cũng nói chung là cũng không có đầy đủ, chỉ đáp đổi qua ngày thôi. Thì cũng kính mong mọi người cũng như Mạnh Thường Quân có ai xem được cái video này á thì cũng đến để cái địa chỉ này giúp đỡ những hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, đặc biệt là cái khu vực ở Châu Thành mình á mọi người. Thì thông qua video này cũng rất mong những cái Mạnh Thường Quân có xem được cái video này thì chia sẻ cho nhiều người cùng xem cũng như đến để ủng hộ cái gia đình có hoàn cảnh khá là đặc biệt. Thì em ở một ở cái gia đình này nhưng mà ở tại là cái miếng đất của người khác. Cái này là miếng đất của người khác mình ở đậu hay sao cô? Cô ở đậu miếng đất của người khác, chỉ là cắt tạm bợ trên cái đất của người khác ha. Là Mạnh Thường Quân, em gửi cho em. Em Na ở thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. Thì gửi cho em 200 ha. Gửi cho anh em cái số tiền để mà
gặp thì hoàn cảnh khó khăn thì trao giúp em, thì em trao cho em 200 ha, của em Na ở Tràm Chim, Tâm Nông, Đồng Tháp. Đó thì do em gái hơi bị khờ cả nhà, nên mình hỏi thăm cũng nó bị gián đoạn, nó không có được hay cái video á, nên là mình chỉ tóm tắt vậy thôi. Thì mai mốt thì có dịp á thì mình đến mình sẽ hỏi tặng kẻ về cái cuộc sống, mà cái thời mà sanh ba đứa bé như thế nào, nó cực khổ gian nan như thế nào, để mà tìm hiểu cho cả nhà xem. Thì bữa nay thì do cái công việc cũng hơi bận đó nên là không hỏi sâu được ha. Thì hẹn cả nhà gặp lại những video sau. Thì quý mạnh thường quân có lòng hảo tâm thì muốn giúp đỡ thì hãy vô phần mô tả mà xem số điện thoại của công và liên hệ ha. Rồi em có cảm ơn quý mạnh thường quân, thì em gửi lại ha. Cảm ơn cả nhà đã xem video nhé.